chiều anh em đã quay lại với video của anh Cuong Bắt Kiên. Anh em hãy đi theo tôi để đi xem Cuong Bắt Kiên nha. Giờ tôi phải đi bắt Kiên anh em ơi, anh em đi theo tôi nhé. Anh em hãy đi theo tôi, anh em đi theo tôi nha. Chúa cho quay bắt tổ kiến chưa, cho bắt tổ kiến. Dạ vâng. Cháu không biết với anh Quang được, anh Quang bảo ở đây có. Dạ. Ừ nó chính nó. Kiên trên cây kia kìa. Thấy đâu mình. Hơi lộc cái nào. Phát củ tốn. Đây ở đó. Hơi lộc. Phát hơi lộc ở kia. Ở đó. Kia. Có. Đợi. Đó. Đó. Ra xem luôn. Đi xem. Tổ ý luôn là tổ. Mày chúng mày phải đi đằng kia kìa. Đi đằng đôi mày xuống. Đấy, cái dọc dọc nó ta đổ rác ấy. Chúng ta đổ. Cầm dao ấy cơ. Đi xem này. Tướng luôn. Đây, cầm lại. Đồ to này nó kia điện thoại bỏ cái cắm đi. Cầm điện thoại. Mấy đến đây thì phải treo qua. Ờ, treo qua được. Chỗ đấy treo qua tình tính. Tôi YouTuber đây. Hay trên Bạch Kiệt. Đói quá phải đi về kiến này ăn. Tập bú xu xu. Đói quá. Ba, xin em. Cháu đói quá, cháu đi vặt kiền cháu ăn. Đây. Ở đấy nhỏ hơn tổ bên kia. Hả? Nhỏ hơn tổ bên kia. Tổ rồi là to. Đại trướng đây. Đấy. Cái kia. Đấy. Chỗ kia cả to không kìa? Bắt được không? Dạy bắt đi, lại chiến đi. Từ sang xem có không. Ờ, cho nó dắp vào rau nhá. Có bự. Có gì không? Có không? Đây, cho vào đây có được không? Để vào cái này được không? Hay có sợ nó dèm, nó bị thủng. Ủa nó hơi phạt, hơi lâu, nhưng mà nó to, thì thủ nó to đấy. Kia này, nó bo xuống cái đèn này. Bắt được không cửa? Ơi, cẩn thận đổ nhá. Không một chi nhá, mới muốn ấy mới xuống kia kìa. Đây, 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 cửa rồi. Xuống đi ở kia kìa, đi ở kia kìa. Xuống đây này, kia xong rồi sang đây này. Kéo cái dây vịt ta. Rồi chặt ngang. Bắt tổ ấy trước hay bắt tổ kia trước? Hay bắt bên kia trước đi bắt. Kia bắt bên đây. Hả? Bên kia? Đấy, đi sang kia. Cầm cái. Chưa làm được bữa rang quay lên 2 tháng. Được một được một vỏ thôi. Ừ, ngon. Nhưng mà cháu chưa được ăn bao giờ, sợ ăn cái đi yểm. Ờ mới ơi kìa ta đưa ta tan cho. Chú tí cho các ăn không? Rồi. Ra đi. Nó phải lọc cái gạch chứ. Nó làm cái đen lắm. Ôi, 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 thằng nó vô biểu thuế. Cháu lớn mới con. Cây cháu lên được 5 cân. Cháu có được 5 cân thôi. Cười cho mình đau tê. Gầy.
trên cái gì à? Nhưng không biết có con không nhỉ? Có tổ là có mẹ à? Ở hết cứ tổ kia có khi đều có em ạ. Đéo thấy mẹ ở đâu. À đây đây đây. Đây vẫn thấy đây. Vẫn thấy bò đây. Ở mùa này kia mày, tổ to đùng kia mày thấy chưa? Đây này. Trên đỉnh cái kìa. Thấy chưa? Ủa em có thấy con mẹ gì đâu. Hả? Tổ đâu? Kia mày không thấy à? Thấy chưa? À, không không. Này em phải lấy cưa. Nếu mà em chặt thì phải chắc em đốt mẹ rơi cây mất. Đi anh cưa lấy đó. Cưa nhà anh. Cứ cun cũng được. Ờ về nhà anh lấy đi. Nhà anh đúng không? Trả nhà anh. Về lấy đi. Điện thoại mày vứt như là. Biết chỗ để cưa chưa? Thì cứ tìm ở trong ấy em. Và các bảo mẹ anh đưa cho cái cưa nhỏ ở trong gầm cầu thang ấy. Anh em mình đang làm một cái video bắt kiến anh em ạ. Ủa đấy khá là to đấy. Chạy cho ông chạy cả ôi nếm xuyên hai ta gặp nhau để hôm nay là một mình anh ôm niềm đau. Đây 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 đi ông nói nào. Mẹ hôm qua ném đá kia về dậy sáng dậy ngủ rất là đau đau đây này. Còn kia em là có con này. Nhưng mà tí em cầm súng em ném đây à hay là thế nào? Ném em cầm xuống xong mình đốt em chết. Ném lại đây nhá. Được chưa? Cẩn thận là cây khô đấy. Cây này chuyên nghiệp lắm. Cây này thì dễ trèo. Cây không quài được đấy. Bây giờ nó nặng quá, rồi không kìa. Nặng quá. Thôi giảm cân, trưa nay anh nghỉ ăn đi không? Eo. Đói, kiểu cảm xúc lạ. Mày béo thật à? Hả? Mày béo hơn à? Không. Các bé cứ bảo mày béo. Chắc bà lần đầu tiên gặp bà thì béo, mình gặp lần đầu tiên gặp bạn cho mày. Đâu nhỉ? Trên đỉnh ấy. Không cắt cành ở đấy nhá. Cắt thằng trên ấy. Nhưng thì em lên được. Lên được, không gãy được đâu. Tạch cái. Tạch mẹ gì là chứ anh trèo suốt rồi. Anh biết anh kém hơn em bao cân. Hơn Yến đấy. Ơ, kia có con không? Có. Có tay to không? Dạ, anh biết được. Đấy, Yến này. Giữ lấy cái cành đấy mà cưa. Eo thì sao lúc em lên cây nó lại gió to ấy nhỉ. Giữ lấy cái kiến nó ấy. Nó rơi cái gì xuống em à. Eo đau.
ném mà cưa xuống, ném mà cưa xuống. Quân nó đông quá. Mấy em không quân được. Ôi mẹ nó, dưới thân đéo có một chiếc thần lắm ấy nhỉ. Anh nhìn dưới thân đéo tới đâu mà được. Ôi, này thì đó, tiến đi bắt. Gó nó rơi mẹ vào đầu nó nốt cho. Cưa bên ấy, cưa ngược lại ấy, cưa ngược lại ấy. Ui giời ơi. Ném một cưa xuống, ném một cưa xuống. Đừng có ném, đấy, đừng có ném vào đây. Ôi chết mẹ rồi. Cho hết mọi người em rồi. Mày chăng này chiều được chuyện trên mất. Phục trưởng sinh tồn. Ây da. Rồi, sắp đúng rồi, ê. Ôi thôi to thật. Mát. Ôi ôi, làm tiếng quá. Dép của mày này. Em bay thử rồi chứ. Đừng bay. Được bay rồi. Đi ấy dần xuống, đi dưới là không có con đâu. Ơi đừng có rắc vào cái này cánh khô này. Ôi chặt lắm. Đéo thấy con đâu em ạ. Nhiều kiến đấy em ạ. Nhiều kiến đấy. Nhiều. Ôi rắc vào tổ ấy đi. Đấy. Nhiều ơi. Kìa cái kiến này kéo qua nó ăn được không? Phải chim mày. Tôi sẽ cắt đoạn này. Kèo ơi. Thôi, lắm mẹ á, mẹ này có ăn được không nhỉ? Mẹ nè. Ừ. Ngay ta lấy kiểu giá nó chi. Người ta làm nước chấm hay sao em ạ? Này ấy mẹ. Ừ. Lắm mẹ thì nào. Nó không độc gì đâu. Bể hoa đi. Hả? Bể hoa và đắng đi. Hoa gì đó? Đấy. Đứa tay anh bể. Điễu. Mày suy ra anh à? Mày nhìn kiểu từ ngoài vào nhìn khó nhỉ? To nhỉ? Tù đấy to nhỉ? To nhưng không biết là có con không, nhưng quan trọng. Anh sợ đều có con các bạn. Lắm mẹ quá, sợ đều có con. Gõ thử nhá. Không dò nhanh nhí đâu. Hoặc là nó ở trong kia. Mẹ nhiều mẹ có cánh hơn gì nữa. Ừ. Nó nở, còn con mẹ có cánh ở kia. Kéo cái con đầu rồi. Cắt ra viên. Chặt nhá. Có mẹ. Dơ cái kia mẹ nó gặm đi mẹ. Ôi dễ, thế giờ làm thế nào? Thì anh cắt đi. Bây giờ làm thế nào để cho nó không ngói được gì nữa? Cắt cái gì? Anh em là người cắt, anh phải ngồi như này. Eo. Anh thế đi em lấy cái gì cầm mà cắt. Ngồi đây mà ngó này. Ừ, nè. Nó đi. Ôi giời ơi, ôi trong ao em lắm. từ nha, từ chưa cắt ra thì để nó ra đó. Nhớ mẹ nó cắt mất con đi. Đã dùng ra nhiều đâu mà thử. Nó cắp mấy con vào là điện khí. Wow. Thế đâu phải bẻ cái cành để cho nó ấy vào. Nó để nó bò ra cơ.
mấy cái này không ngon. Cái gì? Đắng hoa đấy. Để mấy cái hoa này. Ôi thôi. Mẹ hỏng mẹ chân sẹt rồi. Hả? Vớt cây này ra rồi gõ này đi. Cầm cành. Gõ cho em đi. Gõ gì? Lấy cây kia gõ ở cành cây này. Đừng cho nó bò lên cho em được, cho em được. Gõ vào đây này. Ui, toàn con già. Chóc mất mấy ngày em nhỉ? Không có gì em ạ. Từ hôm trước anh bảo thì ok rồi. Chả có cái gì có bắt không? Có gì không? Bắt đầu không, từ từ. Gõ đi. Ôi, có mày. Có rồi. Vẫn được một tí. Rồi mọi cái hết. Chứ đeo có mấy nhỉ? Kiểu quay cái con rồi là kiểu. Anh bảo bắt lại cái video mày. Hả? Bắt lấy video. Ừ, có ăn càng tốt chứ. Đừng có chặt vào cái.
Biết mẹ. Cái con có cánh kia cũng ăn được mẹ. Cái mắt thì là được mà ăn. Đấy, nó bò nhanh thế thì chịu. Để nó bò đó. Hiểu rồi, lắm con có cánh gì kìa. Nó là bắt một tuần trước kìa. Anh bảo em tụi này như là lúc đi chơi hay sao nhỉ? Cuộc chiến giữa hai người và hàng nghìn con kiến. Nhưng nay em bột phấn rách đây à? Hay là cái đấy mình rách trước này? Đeo không biết mình cứ không? Đi cái bên kia cũng chắc đéo có rồi. Nhìn bên dưới nó ấy. Con rồi 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 xong kiến đốt vào bắp tay nó lại đau mà nó đốt vào cái đáng tay nó không đau bàn tay này giống gì cài vào da mẹ đi mấy cái tổ trên chả có đâu nó có cái con đấy rồi nhìn nhiều vui thế đấy. Hồi xưa vậy thì đều không có gì vui mắt thế nhỉ. Kéo qua ra kia đi em. Bay là cái đầu. Lâu ngày chưa được câu cá đầm này nhỉ. Bây giờ nó mới bọt thôi.
để tầm 2 tuần nữa thì bao nhiêu phút rồi? Nhìn mặc cái áo nhìn đúng rồi, con gái chị em nó còn mặc cái váy quấn người cứ đến dưới này luôn. Cho ăn cứt. Ăn cứt đâu. Để đấy được 2 tuần đi cho ăn không nghỉ. Sống ấy. Nhưng trong kia nó có kiểu có đất cái gì. Đi 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 để bắt nó. Thôi dùng hết cả con thủ dưỡng rồi. Còn ở nhà ấy nó làm Trường Sơn Đông, Trường Sơn Tây. Em đi về với mắt không hiu, với anh về ánh mắt Trường Sơn. Đông Trường Sơn Tây, trường ứng đi ôi đi qua biển trời quá là vui. Trường Sơn đâu, Trường Sơn Tây. Trường Sơn quá. Trường đào ở ba đồng, trường sơn đông, trường sơn tây. Có mấy chỗ ở đây không? Dạ ở đâu? Lọt gì? Lọt theo nữa? Được.
nặng quá. Phó thuật kiểu này sẽ qua. Có phải không anh? Là gì? Người ta phó thuật kiểu mổ con ấy. Mổ mổ nè. Mổ như này. Mổ con ra. Sơ tơ ngày đó nhẹ sơ tay ơi mình thì có là khó chưa sơ tơ chưa sơ tơ à chưa anh cắt lấy đoạn video của em nhá. Mặt thì mẹ đen đi quên luôn. Nên đi kiểu con chó ấy. Căn lấy. Giờ không đen mặt vẫn giống con chó này. Vâng em ơi chảy. Nào nhanh chân đập cho để mèo. Em ơi đừng chơi đi. Đây con đấy. Đây con. Ba ngày trước thì là đẻ. Nhỉ. Ba ngày trước thì anh em mình ăn. Ba ngày nữa anh em mình cũng ăn, còn ăn ăn xong còn ốm. Cứ bóng to ra thằng kia cho thằng kia nó bóng đâu? Bóng đâu? Mày cầm mấy cái kia mút vẫn đủ điện thoại này. Nào mút. Cho thằng kia cho nó lập, cho nó biết mùi. Mùi có làm mới có ăn. Nhanh lên. Mẹ nhá. Rồi. 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 Trường đây, trường sân tây, anh mận nàng sợ quá là vui. Trường sân đông, trường sân tây. Dạ? Mới có 3 phút này. Cho sợ động, cho ra tay. Anh mà nàng muốn quá là vui. Trường sơn đông, trường sơn tây.
Ôi. Anh Quang ơi. Tôi bị lộ vị trí rồi nhỉ. Giữa tôi phải ly thì mới tịt. Ok. Rồi, tôi sẽ vào đây. Cái tay tôi nhé mọi kiếm này bà. Thế chứ, lát nữa nha. Thì mang trên kiếm lọc. Đúng, không ngỏ thì em bỏ về, đừng có đem về nhà để mà lọc nó ăn nhỉ. Có chứ, đừng có đem về, không ngỏ đem về tao, đem tay tao để dàn thằng thôi. Một thùng với cái vâng, cháu đang quay. Mà áo tao lấy chứ, được cái tao lấy. Lấy gì bà? Lấy cái gì không? Lấy cái tao hơi xoay thăm nha. Lấy mà áo thăm nha, tao lấy cho nó. Vâng. Thank you.
tan giá mà chưa mặc áo xong luôn. Nhiều kiến luôn. Ngủ may nữa đi chứ. Nhiều bạn ghê quá. Cầm lên trên. Chơi bạc lấy nè. Cái gì vậy? Hả? Chẳng biết ba gói cho. Gói được 3 miếng gói làm gì? Đi lên đi. Cái này tuột mất dưới. Tuột nào? Đây. Không tuột đây. Thật tuột đây này. Không tuột đâu. Thank you.
Ôi giờ đến nơi mà tôi sẽ đi vót đùa. Đây tôi sẽ vót đùa ở đây. Lại thích búa to cơ. Chiều làm ẩm thực mày. Yeah.
Cái tinh trong lộn này. Sẽ chim lên. Bố hôm nay sẽ làm bố thơm này. Bố của bố mọc quý ấy. Như em bị ám ảnh với con rắn hôm trước anh ạ. Em đi thấy cái đống gạch vừa vừa nào kiểu cứ đi nhìn vòng vòng nhìn ấy. Hả? Biết biết em
gì mà có tiếng con chim ở đấy. Bây giờ tôi đến đây là kết thúc, xin chào và hẹn gặp lại anh em ở những video khác. Tôi xin chào và hẹn gặp lại anh em.